Thưa quý vị, tại sông Gò Gia, xã Thanh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã vừa xảy ra một vụ chìm xà lan khiến một người mất tích. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Trước đó vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, xà lan có số hiệu SG3069 của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân, trọng tải 800 tấn đã cặp mạn tàu Navic 8 Tourmaline quốc tịch Masan Island, neo đậu tại sông Gò Gia, xã Thành An để nhận mía nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt Vedan. Trên xà lan có 5 thành viên do ông Phạm Văn Triều, 51 tuổi, quê ở Hải Phòng làm thuyền trưởng. Đến khoảng 23 giờ thì xảy ra sự cố, nước tràn vào và chỉ 2 phút sau xà lan bị chìm. Ngay sau đó, công an huyện Cần Giờ cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu được 4 người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên vẫn còn một người đang mất tích. Đến 12 giờ trưa nay, chính quyền địa phương vẫn phối hợp cùng lực lượng cứu hộ thành phố để lặn tìm người mất tích. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mưa kéo dài khiến lũ dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư, làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại Quảng Nam, sáng hôm nay hàng trăm hộ dân ở thành phố Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Thăng Bình ngập từ 50cm đến 1m, một số làng mạc bị chia cắt. Tại thành phố Tam Kỳ, từ đêm qua, nước lũ tràn vào khu dân cư, nhiều tuyến đường nội thị bị ngập từ 30 đến 50cm, giao thông tê liệt. Một số nơi ngập sâu khiến lực lượng chức năng phải căng dây làm rào chắn, cảnh báo nguy hiểm. Tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nước dâng cao gây ngập hơn 300 nhà dân. Khoảng 2 km quốc lộ 1A qua xã Tam Đàn bị ngập 1m, quốc lộ 1A qua huyện Thăng Bình ngập 50cm. Lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông và hướng dẫn đi lên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi, sáng nay quốc lộ 1 qua xã Bình Long và Bình Nguyên ở huyện Bình Sơn bị nước lũ ngập kéo dài, có thời điểm ngập nửa mét với sức chảy rất mạnh khiến giao thông ách tắc. Lực lượng chức năng phải hướng dẫn người dân đi vòng từ ngã tư Bình Long theo quốc lộ 24C để qua khu kinh tế Dung Quất rồi vòng lên dốc Sỏi và ngược lại. Mưa lớn kéo dài cũng khiến một đoạn đường ray giữa hai ga núi Thành Quảng Nam và Trị Bình của Quảng Ngãi bị sạt lở. Tính đến ngày hôm nay 24 tháng 10 có 9 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đạt cấp độ 1 tức là vùng xanh, 12 địa phương đạt cấp độ 2 là vùng vàng và một đơn vị cấp 3 vùng cam. Thông tin được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố vào trưa hôm nay theo kết quả tổng hợp của Sở Y tế thành phố, căn cứ vào nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn đánh giá tạm thời của Bộ Y tế trong quyết định 4800. Cụ thể cấp độ 1 là gồm Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, quận 1, 7, 8, 10, Cần Giờ, Củ Chi và cấp độ 2 bao gồm các quận huyện 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân và Bình Tân là địa phương duy nhất nguy cơ dịch ở cấp độ 3. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cấp độ dịch cấp phường, xã, thị trấn. Theo đó, 199 trên 312 địa phương đạt cấp độ 1, 96 trên 312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17 trên 312 địa phương cấp độ 3. Đối với cấp thành phố, nguy cơ dịch đang ở cấp độ 2 tức là vùng vàng. Hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang sôi động trở lại sau thời gian dài phải tạm dừng do đại dịch Covid-19. Để tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại, các quy định an toàn phòng dịch cũng đang được siết chặt. Tại cảng hàng không quốc tế Vinh, sau ngày 20 tháng 10, số chuyến bay được tăng lên với khoảng 400 hành khách lên xuống mỗi ngày tại cảng. Công tác phòng chống dịch đang được tăng cường. Vâng, phía sau lưng tôi đây là cổng A2 của nhà ga cảng hàng bay hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An. Và tất cả các hành khách sau khi đáp xuống sân bay Vinh thì đều phải đi qua cổng này. Tại đây, ngoài cái việc bố trí cái máy đo thân nhiệt tự động và được sát khuẩn, thì các lực lượng y tế và lực lượng chức năng cùng các nhân viên của cảng hàng không quốc tế Vinh luôn trực 24/24 có mặt tại đấy để kiểm tra y tế và giám sát cái an ninh trật tự tại đấy, đặc biệt là để phân luồng hành khách. Nếu như các hành khách như hành khách chưa tiêm và tiêm một mũi, hai mũi vaccine để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đến và đi cảng hàng không quốc tế Vinh luôn được đảm bảo an toàn. Cảng hàng không quốc tế Vinh đã chuẩn bị rất tốt cho công tác bay trở lại các chuyến bay thương mại thường lệ, phục vụ hành khách đi đến tại cảng hàng không quốc tế Vinh. Các biện pháp kế hoạch chúng tôi đã xây dựng chuẩn bị đầy đủ theo phương thức là hành lang xanh, con người xanh, hành khách xanh, cảng hàng không xanh, phương tiện hạ tầng xanh và quy trình xanh. Bởi vậy chúng tôi đã thực hiện đúng nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, của ngành hàng không Việt Nam và tổng công ty cũng như của địa phương tỉnh Nghệ An. Tại các bến xe, ga tàu, công tác phòng chống dịch cũng được thắt chặt. Tại ga Vinh, trung bình mỗi ngày có khoảng 600 hành khách đi và đến. Đối với hành khách về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai được bố trí lối đi riêng. Với các tuyến xe được hoạt động trở lại, ngoài việc tiêm vaccine cho lái xe, nhân viên phục vụ, quy định 5K cũng được thực hiện nghiêm. Trên cơ sở
quy định của Bộ Giao thông Tải về cái việc ấy là cho phép hoạt động các cái vận tải hành khách về đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là ban hành kế hoạch về công tác vận tải khách. Đặc biệt ấy là chúng tôi rất lưu ý đến cái việc ấy là vận chuyển hành khách từ ấy là sân bay Vinh, các cái ga và ấy là các cái bến xe về nơi công dân cư trú và ấy là về các cái địa điểm cách ly tập trung. Về việc này chúng tôi cũng đã làm một cái vòng tròn phải nói là vận chuyển khép kín. Hiện nay mỗi ngày có 3 chuyến bay Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, 6 cặp tàu hoạt động, trong đó có 4 cặp tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội có trả khách tại ga Vinh và 2 cặp tàu từ Vinh đi Hà Nội và ngược lại. Các tuyến xe đang hoạt động theo quy định về cấp độ vùng dịch. Liên quan đến vụ việc 5 con vọc trà vá chân xám bị bắn chết ở Quảng Ngãi, Văn phòng Chính phủ đã vừa phát thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, vào tối 8 tháng 10, tổ công tác liên ngành huyện Ba Tơ trong lúc kiểm tra bảo vệ rừng tại địa bàn thôn Con Dốc, xã Ba Trang, phát hiện 2 người đi 2 xe máy có biểu hiện khả nghi. Phát hiện lực lượng kiểm tra, các đối tượng bỏ lại 5 cá thể nghi vọc trà vá chân xám đã bị bắn chết. Số cá thể này đã được lấy mẫu giám định tên, loài và đang chờ kết luận cuối cùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vọc trà vá chân xám là một trong 25 loài linh trưởng ở trong tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới. Ở Việt Nam, vọc trà vá chân xám sinh sống ở khu vực rừng núi ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai. Tin quốc tế. Chính phủ Australia đã phát động giai đoạn tiếp theo của chiến dịch thúc đẩy tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang tiếp tục chống chọi với làn sóng dịch thứ 3. Chiến dịch quảng bá tiêm chủng mới với khẩu hiệu lan tỏa tự do, nhấn mạnh vào lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 như có thể tự do đi lại giữa các bang cũng như đi nước ngoài, nhắc nhở mọi người rằng họ có thể trở lại cuộc sống bình thường, không bị phong tỏa bằng việc tăng cường tiêm chủng. Tính đến ngày 23 tháng 10, khoảng 86,6% người dân Australia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi tỷ lệ đã tiêm đầy đủ 2 mũi là 73,1%. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm COVID-19 nhận định Australia đang trên đà trở thành một trong những quốc gia thực hiện tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới. Bộ Y tế Nga ngày 23 tháng 10 đã sửa đổi hướng dẫn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V, bật đèn xanh cho việc sử dụng loại vaccine này cùng lúc với tiêm vaccine phòng cúm mùa. Theo thông báo chính thức, Bộ Y tế Nga cho phép tiêm đồng thời vaccine COVID-19 và vaccine cúm mùa sau các nghiên cứu đã chứng minh việc tiêm cùng lúc hai loại vaccine không khiến hiệu quả miễn dịch của bất kỳ loại vaccine nào bị giảm sút. Tuy nhiên, theo hướng dẫn, khi tiêm đồng thời vaccine COVID-19 và cúm mùa, các mũi tiêm này phải được tiêm vào các bộ phận cơ thể khác nhau, ví dụ như vai trái và phải. Liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại Nga, ngày 23 tháng 10 là ngày thứ 5 liên tiếp Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục với 1.075 người tử vong và hơn 37.600 ca mắc mới. Diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Nga được cho là do tỷ lệ tiêm chủng quá thấp, chỉ khoảng 1/3 dân số. Nga là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tại châu Âu. Chính phủ Colombia ngày 23 tháng 10 thông báo đã bắt giữ Antonio Ilzuga, còn được biết đến với tên gọi là Otoniel. Đây là chùm buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất tại nước này. Theo hãng tin AFP của Pháp, các nguồn tin quân sự về cảnh sát Colombia xác nhận Antonio Ilzuga bị bắt giữ gần biên giới với Panama trong một chiến dịch ngày 23 tháng 10. Đối tượng này đứng đầu băng nhóm ma túy lớn nhất Colombia. Trong thông điệp phát đi cùng ngày, Tổng thống Colombia nhấn mạnh đây là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất nhằm trấn áp vấn nạn buôn ma túy tại Colombia trong thế kỷ này. Và trước đó, Colombia đã trao giải thưởng tới 3 tỷ peso tương đương khoảng 800.000 đô la cho người cung cấp thông tin liên quan đến nơi ẩn náu của Otoniel, trong khi chính phủ Mỹ trao thưởng 5 triệu đô la nếu tìm ra tên chủ ma túy này. Theo một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ đã sụt giảm nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác kể từ năm 1945. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng đã giảm 11,3 điểm phần trăm từ mức 56% trong 3 tháng sau khi nhậm chức xuống mức 44,7% trong 3 tháng gần đây. Theo tờ Telegraph, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm mạnh trong tháng 7 là do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và tỷ lệ này tiếp tục đi xuống sau cuộc rút lui hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 năm nay. Tỷ lệ ủng hộ trung bình 44,7% từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, được coi là mức thấp nhất so với 11 tổng thống Mỹ khác từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trừ ông Donald Trump, chỉ có 4% những người đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden, trong khi có đến 78% cử tri Cộng hòa tại Mỹ muốn Donald Trump tái tranh cử vào Nhà Trắng.